Trại lính có. Mũi tên khổng lồ đã làm được một cây thổi gió rồi. Seth ăn được pháo đầy đá. Inferno. Pato. Nói chung là cái trò đấy là không nên ham anh em ạ. Vâng, chạy cối để lên huyền thoại mà. Đoạn cuối phải giữ. Sinh tồn đấy. Ok, let's go nào. Oh, chạy lính một bên, nhảy một bên cho King Queen và góc còn lại dành cho Roy Champion. Đi rất xa cụm đại bảng á. Căng phết đi chứ. Ice Golem có mặt rồi đây bạn. Rồi Champion hó các kiểu. Nhà chính đốt kìa. Đau phết. Ai chà. Đi qua cụm nhà chính là thấy tàn nát gần hết anh em. Càng thật. Thêm cuồng nộ này. Ui vẫn 3 sao. Nhanh gọn nhẹ luôn. 1 phút 16 giây dành cho Pato. Đây là siêu tăng trưởng dành cho Stephen. Ok. Queen này, gãy cây này. Bơm cuồng nộ. Tầm này là cứ phải hái độc cho chất. Đấy, chà chà. Bịt Inferno lại xem nào. Thêm cuồng nộ vào sếp ơi. Ui giời ơi. Đấy đúng rồi. Vẫn phải băng nhà chính thôi chứ không lại tím ra đấy đấy. Dọn cỗ nhanh lên. Quyết định gồng Queen rồi. Quyết định gồng Queen đánh nhanh rồi. Mười mấy đây. 15 giây. 1 phút 15 giây. Nhanh hơn bên kia 1 giây. Rồi. Và đây là Celinho. Rồng nhân bản Balloon ở tan nát cụm trung tâm phía trong. Và liệu Celinho có thực hiện được điều này không? Cái dạng bay này Celinho và Beno biểu diễn rất tốt. Vâng, mũi tên khổng lồ ăn được hai cây thổi gió. Quá chất trời. Hay. Nó lại uy tín luôn. Đỉnh rồi, đỉnh rồi. Chuẩn bị nào. Chuẩn bị đồ chơi nào. Vâng, cuồng nộ đã có. Đóng băng. Và nhân bản. Đấy, 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 đấy. Xòe rồi đấy, xòe hình nấm rồi đấy. May mắn đá. Bay mau. Inferno vẫn đang còn một chút. Inferno vẫn đang còn một chút. Bịt kinh lại. Ăn hai bom đèn nhất người. Bên đây vẫn đang còn đồ chơi chứ. Độc dược quăng để bế em Queen đi nào. Ô, pháo này đã ăn hết rồng. Bình tĩnh nào sếp. Tất cả bình tĩnh. Royal Champion sếp đã vô đâu. Được Super Barbarian ra để ăn mấy em Ice Golem nào. Bật Hawk luôn nhưng ăn bom. Đúng rồi, Super Barbarian phải múc luôn. Múc Ice Golem hướng kia mà. Một trận đánh rồng uy tín luôn. Mẹo đánh rồng nhân bản. Ở cái dạng ring bay này. Celinho và Beno đánh rất tốt. Bài đánh này gặp nhiều rồi. Mấy bay gần đây dạng này là sếp cứ chơi rồng mà tường thôi. Được, không sao cả. Vẫn ổn thôi.
Nụm ngon. Ok. Ai chặt rễ cây và siêu tăng trưởng. Sếp em cứ tưởng Jojo đánh Lan Lô. Không sao. Đợt xương vào quấy ở cụm gu phía dưới một chút nữa sếp. Đầu tư phá bờ tường ở bên này. Cuồng nộ. Bật ngông quản giáo luôn ạ. Được của nó. Đóng băng tàng hình với cả là phá đầy đá. Ui trận này nhiều mắt xem phết. Đương kim vô địch thế giới có khác. Múc vào pháo đầy đá. Đúng rồi. Lại là hợp lý. Trận này cũng nhanh đấy. Cuồng nộ sếp sẽ chờ cho ai đây? Đấy, nhà chính, nhà chính, nhà chính. Tàng hình bụng. Không sao, không sao. Ăn cái Inferno nhiều tia bên này đã. Không sao. Vô tàng hình trốn được rồi. Trận thi đấu 1 phút 18 giây. Khá là nhanh chóng. Ở rễ cây à? Ốp. Giống cái bay hồi nãy cũng rễ cây ở đây này. Cho một dòng điện cắt ở cái góc phía dưới chỗ mô tả này và bắt Royal Champion ở đây. À nhưng Royal Champion lần này để phía trong rồi. Nó hơi khác một chút rồi. Ok. Chạy lính ở phía dưới góc 6 giờ, kinh ở góc hướng 12 giờ đấy các bạn này. Ok. Vào việc nào. Lần này sếp phải đánh ở phía dưới này đi lên. Ok luôn. Kinh bật gồng đúng rồi. Anh em rễ cây vẫn đang chạy lên đây phấn khởi luôn. Nhà chính. Vâng phải cố gắng 3 sao bạn nhớ. À bạn băng xương nên bạn trừ lại con quản giáo. Đó là vậy. Thêm cuồng nộ ngay cho Hawk ở bên đây. Wow, thụ quy giác. Vâng, cho ăn một loạt bom bẫy. Vâng, Hawk nằm sạch trơn không? À, rễ cây. Rễ cây nằm sạch trơn ở đây. Ủa, nhưng mà sao vẫn nhanh vậy? Sao đánh vẫn nhanh quá vậy? Thôi, quay quay xe đi rễ cây. Còn cái hội thành này. Vẫn vẫn nhanh lắm. Em Queen nhảy ra ăn hội thành thôi. Mặc kệ ngoài kia đi. 1 phút 20 giây cho trận đánh này. Ôi rồi ôi. Lô. Mua đi ạ. Sếp sử dụng sang thả đá rồi. Ui dưới này có xương luôn này. Đây mà sử dụng xe phóng lửa thì là phải đưa lính thăm dò trước chứ không là toang. Pháo đầy đá Inferno bay. Vật gồng kinh để lụm nốt King Queen đội bạn và Inferno ở đây. Em baby vừa mới nằm rồi. Xong cái air defense. Úi trời, Queen ơi là Queen. Đứt nhá. Lava bung lên. Liên tiếp là những pha xương được rải ra. Bịt cái X-Bow mặt đất. Ăn đòn với thả đá. Gồng Queen nữa là lụng nhà chính xong. Rồi, Queen đứng ở đây mà solo với cả Lava. Đúng rồi. Chỗ còn lại anh em lo. Chỗ còn lại anh em cân luôn. Úi giời. Trận này nhanh này, trận này nhanh này. Trận này nhanh này. 1 phút 16 giây nữa. Lại rút ngắn được thời gian không? Không, vẫn giữ nguyên.
Đúng rồi, nhưng sếp đánh Giáp Dragon cơ, không phải là Nhật Bản nữa. Rồng của sếp có uy tín không nào? Hy vọng đây sẽ là một trận đánh rồng mượt mà của sếp. Trại lính có. Mũi tên khổng lồ đã làm được một cây thổi gió rồi. Xét ăn được pháo đầy đá. Inferno. Rồng vào ở đây, phía sau cây thổi gió. Và sếp đã bật gồng quản giáo cho anh em chạy khỏe hơn. Trại lính sẽ cắt từ 6 giờ về góc hướng 9 giờ. King Queen thì đi ở phía bên kia nữa. Ok bạn ơi. Bịt. Không bị được máy bắn đá. Ơ kìa. Super Minion đang bay màu đây. Bịt máy bắn đá cánh bên đây. Ok, có chứ, 10 giờ TikTok bình thường. Lụng tốt đấy, đã quăng độc dược. Inferno nhiều tia sẽ ra sao? Độc dược bế mấy em xương cụm phía dưới. Đại bác bật nảy nó múc queen rồi xong múc sang em ngựa luôn. Hết đó. Rồi champion đứng tranh thủ bắn chùa nhưng đã bị phát hiện. Đây vẫn là một trận đánh nhanh. Rồng giáp dragon tốt đến từ bên đó. Ôi xài 3 sao sếp ơi. Mượt nhờ. Chốt nữa ông thần này chốt đau tim lắm. Rekay và siêu tăng trưởng đến từ Nibrank. Này không múa rồng nữa à sếp? Bình thường sếp hay múa rồng lắm mà. Trận này mà 2 sao đúng báo anh em luôn. Sảnh phát là à gì cúc ngay. Sao trận này đến TWOB vật lý Ấn Độ đấy. Phá tường này. Trại lính tốt. Bật gồng lên đi sếp. À bật rồi. Ui giời ơi. Siêu tăng trưởng anh nhà chính lại cho anh em đỡ bị dính độc ở pha này đã. Từ từ tính tiếp. Cuồng nộ không. Kinh đang phá tường để vào múc em Royal bên cánh kia. Từ hướng 3 giờ đi lên. Đúng rồi, vừa làm xong cái Inferno một tia. Rồi, bầy hawk ở đây rồi. Vâng, Super Barbarian cắt hết được cái rìa phía ngoài để đảm bảo cho anh em chạy trong bờ tường thôi. Vâng, đội quân đang gặp xoáy. Bão tố đang bay lên. Bơm cuồng nộ Royal với cả là đàn rễ cây. Bịt nhà chính và Inferno nhiều tia. Múc hết. Vẫn là một trận đánh tốc độ luôn đến từ Nibrak. 1 phút 16 giây không đổi. Ôi trời. Rễ cây rồi. Ô Corona dùng cái bay này. Cái bay đảo đảo này. Mà cảm thấy không ổn là Lupi phải ốp ngay combo này để mong rút cái thời gian xuống. Không còn 1 phút 25 đấy nhỉ. Như vậy công nhận là áp lực cho những người đánh sau thật. À 1 phút rưỡi mà đánh xuống 1 phút 25 thì có cửa chứ 1 phút 25 mà giờ dồn xuống 1 phút 16 là cũng thấy khoai đấy. Chrono xong pha này là chốt luôn. Múc được Ice Out rồi Ice Golem chứ Headhunter bế được Royal Champion. Rồi chạy vô đây múc thanh niên kinh không? Đây 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 kinh nó chạy ra đây rồi đấy. Valkyrie vào quất em Queen đúng một nhát luôn. Vâng, quả cuồng nộ cụm trung tâm chạy sang hai bên rồi. Bịt lại Inferno với cả là X-Bow lại. Dưới này em Queen đang chạy vào một chút. Sẽ chuẩn bị cuồng nộ ở chỗ cái mô tả nhiều nòng ấy. Để cho rễ cây nó quay ngược lại, nó múc vào nhà chính. Ca này thả cuồng nộ đấy là hợp lý rồi. Đấy, đấy, đúng rồi. Chỉ có cái góc đấy là đẹp thôi. Nhưng mà thời gian nó vẫn lâu. Nó vẫn là 1 phút 2 mấy rồi.
27. Rễ cầy. Trời thế, 5 lượt thì 4 lượt rễ cầy cho bên Tribe Gaming rồi. Trại lính cánh ở kia này. Nhảy. Đúng rồi, quản giáo vật gồng hợp lý lắm. Siêu tăng trưởng này, cuồng nộ vào đây này. TWOB là cổ phần Ấn Độ đấy sếp. Chả lẽ em không bế đại bàng ta? Đấy. Bằng tiếp Inferno nhiều tiếng. Nhà chính bạn ơi. Cuồng nộ này. Bịt lại này. Inferno một tia đang đốt này. Vẫn bay nhà chính thôi. Inferno một tia. Không, họ còn chưa bật gồng rồi champion họ bay ra. Căng rồi. Vẫn nhanh gọn nhẹ, vẫn lợi thế về thời gian. Xoáy. Đốt đi bạn. Đốt đi bạn, đốt đi bạn. Ô. Ô. Ơ kìa. Mô tả. Ui, mô tả ít máu quá. Mà quản giáo thì còn nhiều máu. Vẫn ăn, vẫn ăn. Vẫn ăn thôi, vẫn ăn thôi. Quản giáo. Trời ơi, quản giáo thông minh vậy. Ô, nó đứng cái mép này mà vẫn bị à? Nhanh lên nào. Thôi thắng rồi, thắng rồi. Quản giáo thắng rồi. Quản giáo thắng chắc chắn. Ôi cái kết. Vâng, Tribe Gaming thua luôn 1 phút 27 là thắng. Nhưng Tribe Gaming là 1 phút 28 thua luôn. Kịch bản không thể tin được. Nhà cái quay xe phút cuối. Vậy nên sếp nào mà múc vé sự kiện, mua vé vàng, gói gem là những gói ưu đãi ở trong cửa hàng mà các sếp bị lỗi quốc gia cần tư vấn cách khắc phục, hãy nhớ tham khảo fanpage Arcady Gaming của mình với hơn 149 người theo dõi Facebook để được tư vấn cách khắc phục lỗi quốc gia. Còn sếp nào mà tự làm được rồi, anh em hãy nhớ bấm vào chữ C ở góc trên bên phải màn hình. Anh em nhập vào Arcary. Đấy là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Cảm ơn các sếp rất nhiều về điều này nhá.